quý vị và các bạn cùng theo dõi những tin tức đáng chú ý ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngày 20 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có công văn đề nghị các đơn vị liên quan khẩn trương ứng cứu, tìm kiếm cứu nạn thuyền viên tàu cá BV99778TS bị tàu hàng nước ngoài đâm chìm trên vùng biển Côn Đảo. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15:30 chiều ngày 19 tháng 9, đồn biên phòng Côn Đảo tiếp nhận tin báo về việc tàu cá BV99778TS do ông Phạm Văn Tốt, trú tại tỉnh Kiên Giang làm thuyền trưởng. Trong lúc đang hành nghề đánh bắt trên vùng biển Côn Đảo cách 20 hải lý về hướng đông nam thì bị tàu hàng nghi là tàu nước ngoài đâm chìm. Lúc này trên tàu cá có 14 thuyền viên khiến tất cả rơi xuống biển. Trên tàu chứa khoảng 20.000 lít dầu DO. Đến 20:30 tối ngày 19 tháng 9, hai tàu cá của ngư dân đánh bắt trên biển gần đó đã cứu vớt thành công 12 thuyền viên đưa về bờ an toàn. Trong đó, một thuyền viên bị đứt rìa 1/3 trên cẳng chân trái, được đưa vào Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo cấp cứu. Hiện còn hai thuyền viên đang bị mất tích. Tại hiện trường, cơ quan chức năng đang phối hợp cùng các tàu cá của ngư dân hỗ trợ tìm kiếm. Trước sự việc trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan và chủ tàu thông báo, huy động tàu cá địa phương, các phương tiện đang hoạt động gần khu vực tăng cường quan sát, phát hiện hỗ trợ tìm kiếm người mất tích. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3, Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét khả năng xảy ra sự cố tràn dầu, có phương án xử lý. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu chủ động có phương án hỗ trợ, phối hợp tìm kiếm người mất tích, theo dõi vụ việc, phối hợp với các bên có liên quan để tổ chức điều tra tai nạn hàng hải theo quy định của pháp luật. Trước đó hồi tháng 7 vừa qua, một tàu cá tỉnh Cà Mau đã bị sóng lớn đánh chìm khi đang hoạt động trên vùng biển Côn Đảo. Toàn bộ 5 ngư dân ôm can nhựa và phao tròn nhảy khỏi tàu lênh đênh trên biển. Đồn biên phòng Côn Đảo, Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết đã tiếp nhận và chăm sóc y tế cho 5 ngư dân gặp nạn. Những người này được một tàu cá khác cứu trên vùng biển Côn Đảo. Khoảng 10:30 phút ngày 17 tháng 7, tàu cá BV95148TS do ông Trần Xuân Nam làm chủ kiêm thuyền trưởng khi đang hoạt động tại khu vực cách Côn Đảo khoảng 11 hải lý hướng về phía nam thì phát hiện 5 ngư dân ôm can nhựa trôi dạt trên biển. Sau đó, tàu cá BV95148TS đã tiếp cận và đưa toàn bộ ngư dân lên tàu. Hơn 1 giờ sau, tàu cá này đưa 5 ngư dân gặp nạn vào đất liền và tiến hành các thủ tục bàn giao cho đồn biên phòng Côn Đảo. Qua làm việc, các ngư dân gặp nạn cho hay họ là thuyền viên trên tàu cá CM01332TS do ông Trần Út Tâm, trú tại tỉnh Cà Mau làm chủ. Vào khoảng 9 giờ ngày 16 tháng 7, khi đang hoạt động cách Côn Đảo khoảng 40 hải lý về hướng Tây Nam, tàu gặp sóng to gió lớn dẫn đến chìm. Ngay sau đó, họ ôm can nhựa và phao tròn nhảy xuống biển rồi bị trôi giạt. Sau khi được giúp đỡ, sức khỏe của 5 ngư dân đã ổn định và được đồn biên phòng sắp xếp chỗ ăn nghỉ. Vào lúc 14:10 phút chiều ngày 18 tháng 9, Trực ban tác chiến Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam nhận được thông tin tàu hàng An Bình Phát 68 khi hành trình đến vị trí có tọa độ 15,43 độ Vĩ Bắc, 108,33 độ Kinh Đông, cách bờ biển xã Bình Hải, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, khoảng 4,5 hải lý về hướng Đông, thì bị sóng đánh làm nghiêng và chìm hẳn. Hiện 8 thuyền viên trên tàu đã lên bè cứu sinh, trôi nổi trên biển gần khu vực tàu chìm. Tàu hàng An Bình Phát 68 đã yêu cầu cứu nạn khẩn cấp. Được biết, tàu hàng đang chở 4.000 tấn đá, hành trình từ Thanh Hóa đi Quảng Ngãi thì gặp nạn. Đại tá Trần Tiến Hiền, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết, ngay khi tiếp nhận thông tin, lực lượng biên phòng tuyến biển đã triển khai lực lượng tuần tra, quan sát bờ biển, kịp thời phát hiện bè cứu sinh của tàu bị nạn, phối hợp với cảnh sát biển vùng 2 để hỗ trợ cứu nạn. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đang dần mạnh lên thành bão số 4, khu vực tàu gặp nạn có gió cấp 6, giật cấp 8, biển động mạnh. Phương tiện của Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam không thể tiếp cận khu vực tàu bị nạn. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo đồn biên phòng tuyến biển triển khai lực lượng tuần tra, quan sát bờ biển kịp thời phát hiện bè cứu sinh của tàu bị nạn để hỗ trợ cứu nạn. Phối hợp trao đổi thông tin với cảnh sát biển vùng 2, tình hình tàu bị nạn để theo dõi, nắm tình hình vụ việc, tham gia hỗ trợ cứu nạn. Đến 14:20 phút ngày 18 tháng 9, tàu cảnh sát biển 2016-601 thuộc cảnh sát biển vùng 2 đã cơ động ra vị trí tàu bị nạn. Trong một diễn biến khác, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão,
từ 22 giờ đêm ngày 17 tháng 9 đến sáng ngày 18 tháng 9. Tỉnh Quảng Nam có mưa to kèm gió giật mạnh, tổng lượng mưa phổ biến 150 đến 300 mm, có nơi hơn 350 mm. Mưa lớn đã gây ngập cục bộ các tuyến đường Hùng Vương, Huỳnh Thúc Kháng tại thành phố Tam Kỳ. Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Nam cảnh báo, sáng ngày 19 tháng 9, áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão, cường độ mạnh cấp 8, giật cấp 10 và đổ bộ vào đất liền các tỉnh ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi và gây ra một đợt mưa xối xả với cường độ mưa to đến rất to. Vùng biển Quảng Nam trong 24 giờ tới có khả năng xảy ra lốc xoáy, sét và gió giật mạnh cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-3 mét. Từ đêm ngày 18 đến ngày 20 tháng 9, các sông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có thể xuất hiện một đợt lũ. Biên độ lũ ở thượng lưu đạt từ 2-4 mét, ở hạ lưu đạt từ 1-2 mét. Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Nam cảnh báo mưa lớn gây nguy cơ lũ, lũ quét tại các sông, vùng núi sạt lở đất đá ở sườn dốc sông suối nhỏ gây ngập úng ở vùng trũng thấp, nơi tập trung đông dân cư và ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất sinh hoạt của nhân dân. Do đó, cần chủ động phòng tránh nhằm giảm nhẹ thiên tai. Từ sáng sớm ngày 18 tháng 9 tại thành phố Hồ Chí Minh đã có mưa, nguyên nhân do giải hội tụ nhiệt đới nối với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông hoạt động mạnh kết hợp với gió Tây Nam tăng cường độ. Theo ghi nhận, tại một số khu vực, nhất là khu vực Tây Bắc của thành phố Hồ Chí Minh có lượng mưa rất lớn. Mưa khiến nước ứ đọng không thoát kịp đã gây ngập nặng. Nhiều tuyến đường ngập sâu và kéo dài đã gây ảnh hưởng đến giao thông, sinh hoạt của người dân. Đến 12 giờ trưa ngày 18 tháng 9, đường Nguyễn Văn Khối, quận Gò Vấp vẫn ngập như sông. Công ty thoát nước đô thị thành phố Hồ Chí Minh đã điều động 5 nhân viên túc trực để đặt cảnh báo, hỗ trợ và hướng dẫn người dân chọn lộ trình di chuyển thích hợp. Đường Nguyễn Văn Khối là rốn ngập nặng nhất ở quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh suốt nhiều năm qua. Tình trạng ngập sâu trong cơn mưa khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Một số xe chết máy khi đi qua đoạn đường nước ngập nửa mét. Một người dân được nhân viên công ty thoát nước đô thị thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ đẩy phương tiện thoát khỏi rốn ngập Nguyễn Văn Khối. Mưa dầm khiến hệ thống cống thu gom nước bị quá tải. Công ty thoát nước đô thị thành phố Hồ Chí Minh đã điều xe bồn đến hút nước trên đường Nguyễn Văn Khối nhằm giảm ngập. Tại quận Gò Vấp, nhiều tuyến đường khác như Phạm Văn Chiêu, Lê Đức Thọ, Lê Văn Thọ cũng xảy ra tình trạng ngập do mưa lớn kéo dài, nước thoát không kịp. Theo Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, tới chiều ngày 18 tháng 9, mây dông tiếp tục phát triển gây mưa rào kèm theo dông sét cho toàn bộ thành phố Hồ Chí Minh. Lượng mưa phổ biến từ 4 đến 20mm, có nơi trên 26mm. Đề phòng gió giật mạnh khoảng cấp 5 đến cấp 7. Nguyên nhân gây mưa cho thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ hiện nay là do giải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực Trung Bộ nối với áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão số 4, đồng thời gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ mạnh. Dự báo mưa tại thành phố Hồ Chí Minh có khả năng còn tiếp tục trong cả tuần tới khi giải hội tụ nhiệt đới suy yếu, gió mùa Tây Nam giảm cường độ. Trong diễn biến liên quan, mưa kéo dài suốt ngày đêm tại các tỉnh phía Nam khiến nước sông Sài Gòn dâng cao ở mức báo động 3. Trong khi đó, chiều cường ở khu vực hạ lưu sông Đồng Nai ở mức cấp độ 2. Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết mực nước tại các trạm tiếp tục lên nhanh trong những ngày tới. Đỉnh chiều cao nhất trong đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 20-21 tháng 9 và đạt mức như sau. Tại trạm Phú An, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh ở mức 1,6 đến 1,65 m, sấp xỉ hoặc cao hơn báo động 3 0,05 m. Thời gian xuất hiện chiều cường từ 5 giờ đến 7 giờ và từ 17 giờ đến 19 giờ. Tại trạm Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, sông Sài Gòn ở mức 1,65 đến 1,70 m, cao hơn báo động 3. Tại trạm Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, sông Đồng Nai ở mức 1,95 đến 2 m, sấp xỉ hoặc hơn báo động 2. Cơ quan khí tượng Thủy văn cảnh báo về cấp độ rủi ro thiên tai do chiều cường, mức độ rủi ro thiên tai khu vực hạ lưu sông Sài Gòn, Đồng Nai ở cấp độ 2. Mực nước đỉnh chiều ở mức cao có khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng thấp và ven sông và ảnh hưởng đến giao thông, các hoạt động đời sống kinh tế xã hội trên khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo từ ngày 18 đến ngày 23 tháng 9,
trên vùng biển Nam Bộ, gió Tây Nam mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 2-4 mét, biển động đến động mạnh gây nguy hiểm cho tàu thuyền. Từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9, khu vực Nam Bộ có mưa vừa mưa to, cục bộ có mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm, có nơi trên 100mm. Khả năng đợt mưa lớn trên khu vực kéo dài đến hết ngày 20 tháng 9. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập ở các vùng trũng thấp, ven sông và kênh rạch. Chuyên gia khí tượng vừa đưa ra các trọng tâm diễn biến của áp thấp nhiệt đới sắp mạnh lên thành bão số 4. Trong đó, hoàn lưu phía trước của áp thấp nhiệt đới kết hợp với giải hội tụ nhiệt đới đã gây ra mưa lớn ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ. Ngày 18 tháng 9, nói về diễn biến của áp thấp nhiệt đới sắp mạnh lên thành bão số 4, ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đến sáng ngày 18 tháng 9, áp thấp nhiệt đới có xu hướng di chuyển chậm lại. Lúc 7 giờ sáng, áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng hơn 200 km về phía đông. Dự báo trong 24 giờ tới, khi di chuyển vào khu vực quần đảo Hoàng Sa, nhiều khả năng áp thấp nhiệt đới này mạnh lên thành bão. Hướng di chuyển hiện tại của áp thấp nhiệt đới chủ yếu là hướng Tây, nhưng sau khi mạnh lên thành bão thì sẽ đổi hướng, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và hướng về đất liền các tỉnh miền Trung. Vào lúc 10 giờ sáng ngày 18 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,9 độ Vĩ Bắc, 113,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam khoảng 190 km, sức gió mạnh nhất cấp 7, giật cấp 9. Trong vòng 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 10 đến 15 km/h. Dưới tác động của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, sau là bão, trên biển trong ngày và đêm ngày 18 tháng 9, khu vực Bắc Biển Đông sẽ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8. Từ gần sáng và ngày 19 tháng 9, vùng gió mạnh sẽ mở rộng tới khu vực biển Trung Bộ, trọng tâm từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn, Cù Lao Chàm, Cồn Cỏ, Hòn Ngư, có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10. Sóng biển ở khu vực này cao từ 2 đến 4 mét, vùng gần tâm bão cao từ 3 đến 5 mét. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm này đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn. Về dự báo mưa, theo ông Nguyễn Văn Hưởng, do tác động của giải hội tụ nhiệt đới đi qua khu vực Trung Bộ, kết hợp thêm với hoàn lưu phía trước của áp thấp nhiệt đới hiện tại, vào đêm ngày 17 tháng 9, và sáng sớm ngày 18 tháng 9, ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ đã có mưa to, lượng mưa phổ biến từ 30 đến 70mm, một số nơi trên 100mm. Dự báo trong ngày 18 tháng 9 đến sáng ngày 20 tháng 9, ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ sẽ xảy ra đợt mưa lớn, tổng lượng mưa phổ biến từ 100 đến 300mm, có nơi trên 300mm. Ông Nguyễn Văn Hưởng nhấn mạnh, với lượng mưa như vậy thì khu vực Trung Bộ, đặc biệt là vùng núi của Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam trong thời gian tới cần hết sức lưu ý hiện tượng lũ quét và trượt lở đất. Áp thấp nhiệt đới sắp mạnh lên thành bão số 4, di chuyển nhanh nên sớm ảnh hưởng đến đất liền, đặc biệt hướng vào khu vực từ Quảng Ngãi đến Quảng Bình. Trước diễn biến của áp thấp nhiệt đới sắp mạnh lên thành bão số 4, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đang cập nhật các bản tin mới liên tục mỗi giờ. Nhận định về ảnh hưởng của hiện tượng La Nina từ nay đến hết năm 2024, Trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng cho rằng hiện tượng Enso đang trong trạng thái trung tính. Dự báo thời kỳ từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2024, Enso có khả năng chuyển sang trạng thái La Nina với xác suất từ 60 đến 70%. Sau đó hiện tượng Enso duy trì ở trạng thái La Nina với xác suất khoảng 65 đến 75%. Như vậy càng về cuối năm, xác suất xuất hiện La Nina lại càng lớn. Hiện tượng La Nina sẽ gây nguy cơ mưa, bão, lũ dồn dập trong những tháng cuối năm, đặc biệt là ở khu vực miền Trung.